系我衰又唔够衰，凶手究竟是谁？追凶个追，我追我追到最后，望住我部圣经，边个系无罪？宋江是几位都有问题，谁人怨你仔仔？边个系马丽？我要睇一睇。我用你斑马威威都要落嚟，麻烦血书要抄低，不要行几米。我要睇一睇，但究竟衰边个？但究竟衰边个？但究竟衰边个？再系靠边个？系我衰又唔够衰，凶手究竟是谁？推测个推，我推我推到宇宙万物也罪有罪，系我衰但唔够衰，搞鬼究竟是谁？追凶个追，我追我追到最后望住我无圣经，边个系无罪？Vụ án Giang Nghĩa Hải đã điều tra ra sao rồi? Tôi điều tra rồi. Thuốc tráng dương này có tên là kình lực cao. Trời, là loại thuốc cấm ở Hồng Kông, không cho bán. Nếu như ở Đại Lục thì có thể mua được. Rất khớp với lời khai của Trịnh Tình, cậu nói là mua ở Đại Lục về. Nè, về phía Trịnh Tình điều tra ra sao rồi? Tất cả tài sản của nạn nhân đều đã sang tên của cổ. Hơn nữa, tài khoản ở trong ngân hàng của ổng cũng bị người ta rút sạch hết. Với lại có nhiều người có thể chứng minh, trước khi Giang Nghĩa Hải chết, đích thực là đã chửi, thậm chí còn đánh Trịnh Tình. Gộp lại tất cả bên mối chứng tỏ từ đầu Trịnh Tình đã có ý muốn chiếm tài sản của Giang Nghĩa Hải rồi. Đó là lý do xa. Lý do gần là Giang Nghĩa Hải đã đánh Trịnh Tình. Thù mới, hận cũ gộp lại nên đã buộc cô Trịnh Tình này phải hạ thủ Giang Nghĩa Hải. Trịnh Tình chính là hung thủ giết người, có phải như vậy không? Phải. Vì vậy vụ án này nó đơn giản, là vụ án cướp của giết người, rất là đơn giản ha. Mọi người sắp xếp lại hồ sơ chứng cứ, kết quả xét nghiệm thì có thể làm hồ sơ khởi tố cổ rồi. Yes sir. Trời ơi, là cổ giết thật sao? Ơi cô Huệ, cô tới đây hồi nào vậy? Mới tới một lát thôi, thấy mọi người đang họp không dám quấy rầy. Nếu mọi người đã lập hồ sơ thì số tiền bảo hiểm phải giao lại cho dì Lưu. Phải ha. Đã xác định bác gái vô tội thì có thể lãnh tiền bảo hiểm rồi. Tới 5 triệu lần. Phát tài rồi. Trên sát mạc lần này anh giàu to rồi, anh may mắn quá. Trên sát mạc anh đừng quên đám anh em này nha. Phải đó, 5 triệu lần đó nha. Cái này được lượt xương và lượt mỡ ra rồi vừa uống đó. Trời ơi, nóng quá. Muốn lập phỏng lưỡi thì sao? Không sao, tôi thổi. Sếp à. Hả? Ở đây còn có kẻ thứ ba đó nghe. Tôi biết. Chỉ cần kênh này giúp Mary sớm hồi phục, dù có kẻ thứ ba tôi cũng mặc kệ ha. Nè uống đi. Mình nói thật nha, hình như uống kênh này rồi vết thương cũng mau khỏi hơn. Cô nghe thấy chưa, kẻ thứ ba? Sếp à, hiểu rồi. Bây giờ kẻ thứ ba đã trở thành một vật dụng, sếp đừng bận tâm tới nó. Ủa có nóng không? Hình như còn nóng đó ha. Phải đó. Để nguội chút đi ha. Được. Nếu còn nóng thì nắm hai cái lỗ tay. Dạ, sao mà thơm quá vậy? Anh đi. Anh Minh, anh Kiều. Marie xinh đẹp, chúng tôi rất là nhớ cô. Mau trở về đi làm đi. Khỏe chưa mà không đi làm lại đi. Văn phòng không có cô là không sao đâu. Anh Minh đó, mỗi lần đến gần máy vi tính máy vi tính tự động biết tắt đó. Trời ơi, còn nói nữa, anh thì không biết đánh, nếu không thì bắt anh đánh đó. Đánh gì chứ? Được rồi, mọi người đừng có nịnh nữa. Tôi cũng nhờ canh này, chắc này mai có thể xuất diện đi làm lại. Vậy thì tốt quá rồi. Nhìn mặt cô kia có vẻ rất hạnh phúc. Canh này chắc chắn là do đàn ông nấu rồi phải không? Phải rồi. Ý chân mạng thiên tử ai nói? Phải đó. Ê, tôi biết. Chắc chắn là thanh tra Phùng Nhật Tiến ở tổ bên cạnh rồi. Trời ơi, ổng rất là lạnh lùng, sao mà lại nấu canh phải này rồi. Chứ? Theo tôi nghĩ, chắc chắn là... Chị Trinh ai vậy? Cảnh Tiêu Văn Kiện Quy. Phải không? Hả? Phải không? Bộ chỉ có người tổ khác biết nấu canh sao? Tổ này không ai biết nấu canh hả? Trời ơi. Hèn gì trong văn phòng thường có cái mùi gì lạ lắm đó ha, xếp xử. Chúng tôi không có gì, là cấp trên lo cho nhân viên thôi, rất là bình thường. Tóm lại, cảm ơn sếp nhiều nha, xếp xử. Không có gì. Chà, là tấm lòng của xếp xử đó. Vậy nha. Đó, xếp làm trời ơi,
lại là canh cá lóc nữa hả? Thì canh cá lóc đó, sếp Sử nói canh cá lóc bổ. Ôi trời ơi, có vết thương là không thể uống canh cá lóc được. Hả? Sao không thể uống chứ? Người ta nói uống canh cá lóc là vết thương sẽ mau lành hơn mà. Chính vì mau lành á, vết sẹo mới không đẹp. Nó sẽ lòi thịt ra một lần đỏ chói à, thấy ghê lắm. Trời ơi. Vậy là khi không làm cho có vết sẹo rồi. Sự cao mà sếp muốn hại tôi chết hay không? Không phải. Tôi còn tưởng sếp rất tốt bụng, ngày nào cũng nấu canh này cho tôi uống. Bây giờ chưa tôi có thêm vết sẹo, kêu tôi làm sao đây? Làm sao mà ra tôi đường? Tôi không biết, tôi người ta nói canh cá lóc rất là bổ, làm sao biết có vết sẹo được chứ? Xin lỗi đi mà. Ôi, có vết sẹo rồi. Vậy tức là bổ quá thành hại rồi. Từ từ thôi. Cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên, cố lên chút xíu nữa. Chút xíu nữa thôi, chút xíu nữa. Anh nhìn thấy tôi rồi đó, sắp nhìn thấy rồi. Nè, bên đây, bên này. Đó, chút xíu nữa thôi. Chà, phải rồi, hay quá, hay quá. Từ từ, từ từ, cẩn thận nha. Dịnh tôi nè. Được rồi, để tôi dìu anh, để tôi dìu anh nha. Nè, tôi đã nói là anh làm được mà. Anh đỡ nhiều lắm rồi đó. Thật ra lúc nãy tôi cảm thấy mình làm không được. Nhưng tôi nói với bản thân mình, chỉ chút xíu nữa là có thể nhìn thấy cô. Cho nên sau cùng tôi đã làm được. Bổ mà lại thành hại, bổ mà lại thành hại. Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Trinh sát bạc, anh cũng tới đây hả? Anh sao vậy? Cẩn thận. Sao không có gì chứ hả? Không sao. Lúc nãy anh có thấy không? Tôi đã ngước lên được đó. Dĩ nhiên là thấy anh giỏi rồi, giỏi. Trời ơi, mặt anh nó hốc hác quá trời luôn á. Chắc tôi không phải đâu, nhìn ảnh hình như là đã mập ra mập đó. Mập ra hả? Thì tất nhiên rồi, vừa ăn ngon vừa ở sướng lại không cần làm gì. Không phải đâu. Cũng nhờ dạo này cô Huệ thường đến đây để giúp tôi làm vật lý trị liệu, tôi mới mau khỏi thôi. Anh đừng khen cổ. Nếu cổ biết giúp anh thì đã đỡ anh ngồi xuống đâu để. Phải hả, ngồi xuống. Ngồi đi. Tình cảnh này coi bộ rất là quen đó, có phải gì không? Phải, lại tái diễn rồi. Tái diễn hả? Rồi lúc nãy sắp xử đỡ Marie cũng y hệt vậy. Đừng có đau lòng quá. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Nói đi là đi. Nếu như đêm hôm đó, nếu chúng ta biết ảnh gặp chuyện, có lẽ sẽ ngăn cản được. Cô Ly. Chú Tài. Mời vào. Cảm ơn. Xin chào. Huệ Huệ đến rồi hả? Chú Kiếm. Gì? Con đến đây để hoàn tất phần thủ tục. Bây giờ cảnh sát đã xác định vụ án của chú Hải là vụ án mưu sát. Về mặt tiền bảo hiểm có lẽ là không có vấn đề gì. Dì à, dì ký tên vào đây rồi cho con mã số tài khoản trong ngân hàng. Đợi khi nào làm xong hết, con sẽ chuyển tiền vào tài khoản của dì. Cảm ơn. Thật tình là cảm ơn con hả? Nè, cô đừng đau lòng quá. Điều anh Hải lo nhất là tổng hội và đám anh em của ảnh đó. Bây giờ tiền bảo hiểm mà đã giao cho cô thì cô cố gắng mà quản lý tổng hội ha, để hoàn thành tâm nguyện của ảnh. Có số tiền này rồi, tổng hội sẽ không đóng cửa, anh em họ cũng có chỗ nương tựa, ảnh ở nơi chính xuôi cũng sẽ được thanh thản. Không được, lần này tôi nhất định phải đi. Đi không lâu đâu. Thả tôi đi một lần được không? Giúp tôi lần này đi. Dì à, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa nha. Thật lòng cảm ơn con. Dì đừng nãy giờ gì? Tâm sự với dì, con lấy lại đưa con mã số tài khoản gì phải không? Dạ, dì phải, lấy dạ, cho phải. Con. Dạ được, dạ được. Không cảm có ơn. Gì. Trời ơi, coi như lên cơn nghiện cũng được, hay là gì cũng được. Tóm lại tôi muốn qua đó mấy ngày. Sẽ giúp tôi nghỉ phép đi, đi mấy ngày thôi. Nè, đây nè. Cảm ơn. Dì rót ly trà cho con nha. Ê, dạ thôi khỏi đi dì. Phải uống khát nước rồi. Mẹ má. Hả? Thẻ hồi hương con để đâu à? Ở học tủ ở dưới tivi kìa. Ý chà. Để coi đó. Ý, chưa hết hạn. Không được, xin thêm thẻ hồi hương. Đúng à. Mấy ngày tới má phải lo chuyện của chú Hải, phải chạy đôn chạy đáo đó. Rảnh rỗi con hãy đến phụ má một tay đó nha. Ý, má có cô chân dài tri kỷ của má phụ là được rồi. Con phải đi xa vài ngày. Tóm lại ngày động quan con sẽ trở về. Đi đâu vậy? Điều tra tôi hả?
Ngày đầu tiên cô quen tôi đã như vậy rồi. Tôi là một con không chân, tôi là một con chim không có chân. Nè, con không đến giúp cũng không sao, nhưng mà quan trọng nhất là con đến giếng sớm. Dù sao chú... Ủa, thằng Đống đâu? Một con chim không chân đã biết bay rồi. Chính dạ, chị Huệ Huệ. Chị Huệ Huệ, vì lãnh tụ chỉ đại của chúng tôi, chị về tốt quá. Để làm sao chuyện gì, sao dễ mồm quá vậy? Không phải đâu chị Huệ, tôi muốn nói với chị, tôi với các đồng nghiệp phải đi xa chừng vài ngày, mong chị phê duyệt. Đi đâu chị? Còn mặc áo măng tô là sao đây? Chị Huệ à, chúng tôi phải qua bển vài ngày, chứ nếu không hậu quả rất là nghiêm trọng, không chừng sẽ chết người. Công việc của họ đã làm xong hết rồi, phải không? Hả? Dạ. Chị Huệ, cảm ơn chị. Đám người này trên dưới một lòng, rủ nhau qua đại lục nói là công tác. Lần trước chuyện về quỷ tích lũy đã gạt mình một lần, lần này không lẽ... Đi theo tôi, không cần phải đại giỡn. Trời ơi, anh Ngầu, anh nói vậy tức là quen biết nhiều người lắm rồi phải không anh? Tất nhiên rồi, làm đàn anh không thể thua thiệt gì. Bãi của tôi mới mở vô trường nên có chương trình khuyến mãi. Anh còn nói mấy em ở đó rất nhiều vàng. À đâu, quả là có địa vị giang hồ đó. Tất nhiên rồi, tóm lại tối nay chúng ta ăn cơm đến vũ trường rồi đi massage, khỏi lo bị ai rượt. À, chuyện quan trọng thì ra qua bển quậy, còn là kéo cả đám đi quanh hành như vậy. Alo, dạ được, ông Châu. À, được. Coi mình đối phó La Mật Âu như thế nào. À, ông Châu. À, cô Huệ. Dạ. Công ty á, là gặp nguy cơ lớn đó. À, có chuyện gì? La Mật Âu nói là cùng các đồng nghiệp đi xa vài ngày. À, ở đây á phải trông vào cô hết. Công việc ở đây ông yên tâm đi, nhưng mà ông Châu à, tôi muốn nói với ông, La Mật Âu dẫn các đồng nghiệp đi. À, ông Châu, có thư ký mới, người này đủ lắm ông Châu. Sao rồi? 3 giờ đợi nhau ở cảng, đợi nhau ở cảng nha. Ok. À, ông Châu cũng qua đó luôn sao? Trời ơi, có công chuyện mà phải không La Mật Âu? Phải. Tôi cũng hay nói với chị phải học hỏi các kiến thức mà bắt đầu đưa vào hoạt động rồi. Trung Quốc là một thị trường rộng lớn, đối với ngành bảo hiểm chúng ta rất quan trọng, chúng ta nhất định phải qua đó khai thác thị trường, phải không Châu? Phải, à. Bởi vì mới nói có nguy cơ ha, có nguy ắt có cơ. Nếu như mà chúng ta không qua đó để mà khai thác á thì làm sao mà có được thị trường chứ. À, cô Huệ à, ở đây trông hết vào cô nha. Việc quan trọng của chúng tôi là phải đi ngay. À, dạ được. Ở đây trông hết vào cô đó nha. Chuyện quan trọng chắc chắn là đi quậy rồi. Đó là cái cớ tốt nhất, đàn ông nào cũng như vậy hết. Mà tắc đón cũng nói như vậy. Có chuyện quan trọng hả? Còn lấy thế hồi hương? Không phải chứ. Tới rồi à. Ý cha, Tam Hương này cũng vắng vẻ quá. Phải rồi, đây chính là Tam Hương. Nè, ở đây có chỗ nào, có chỗ nào có thể vui chơi? Anh muốn tìm chỗ vui vẻ chứ gì, sao không chịu nói sớm. Đường ở Thâm Quyến tôi rành lắm, đâu cần phải lặn lội đường xa đến tận đây. Ê, đó là sở thích của tôi. Đó là sở thích thì phải chọn chỗ nào mình thích, có phải vậy không? Anh thích hát bài nào em chọn giùm cho anh nha. Sao hả? Có hài lòng không? Có hài lòng. Ê, không? Đối với mấy em này, nhắm mắt lại tôi cũng thấy như quốc sắc thiên hương. Cái thiệt không vậy? Là tuyên của Tam Hương chúng tôi đó. À, là tuyên của Tam Hương hả? Dạ phải. Vậy thì là tuyên quá đó. Thiệt ghét quá. Vậy cho vui vẻ nha. Được. Anh thích hát bài gì em chọn cho anh. Được. Chọn bài Con Chim Dễ Thương hát nghe coi. Được. Đợi chút, đợi chút. Ê, chà. Alo. Alo, mà tới đúng. Anh đang làm gì vậy? Hả? Đã nói đang làm chim không có chân. Trời ơi, phải làm cái gì chứ, mau hát đi. Chúng ta cùng hát mà anh nè. Trời thấy ghét quá. Nè. Có tiếng đàn bà thật sao? Chắc chắn anh đi quậy rồi. Anh làm chuyện xấu xa, anh đâu nói sao? Ăn nói sao với má của anh chứ? Hay quá. Hay hơn tuyên. Dạ. Hay hơn tuyên nữa. Không
vậy? Anh là anh ngồi nãy giờ có thấy nhức mỏi đau lưng gì hay không? Em đấm bóp cho anh nha. Phải đó, có hay không vậy? Ôi, phải nói là tê đến nỗi. Trời ơi, sao gì anh nha, sao cho dễ chịu không anh, dễ chịu. Bốn người lượt nhưng mà ở đây không có tiện, thấy không tiện cho lắm. Vậy thì để em dẫn anh đến một chỗ dễ chịu hơn, anh có chịu không? Phải đó, chúng ta đi đi anh, bảo đảm anh sẽ hốt cốt quả đó. Phải chứ, đi đi anh. Phải, nhưng mà tốt, nhưng mà... Nhưng mà có gì chứ, đi đi anh. Nè, nói cho mấy em biết. Nè, đôi lúc đàn ông tụi anh, mấy em đừng từng nghe tâm hồn càng cháy bỏng thể xác thì càng yếu. Cho gì vậy thôi hả? Vậy chứ vậy chứ, chuyện rất là nghiêm trọng. Nè, anh à, anh đã tìm đến chỗ tam hương của tụi em là đúng chỗ đó. À, phải đúng rồi, rồi đó. Đúng rồi đó, chỗ... không có phiền não đâu. Đúng rồi. Có thật là tài tình đến vậy không? Tại sao vậy? Tại vì tụi em có thầy Lâm Bang mà. Có thầy Lâm Bang? Dạ phải. Anh ơi, vui vẻ một lát nha. Thứ này không hảo cho lắm. Có đàn ông không? Tôi không thích đâu, dặn này chỉ hát thôi. Thì Lâm à, cái cô Twin nói thầy có thể khiến cho những anh hùng yếu đuối lấy lại cái phong độ. Chỉ cần anh dùng đúng thuốc, anh hùng yếu đuối cũng có thể thành anh hùng thực sự. Ê, nếu được vậy tốt quá, tôi chỉ muốn nghe câu này của có thầy. Điều là ê, tiện không thành vấn đề. Vậy tốt, tốt quá rồi. Nhưng mà thầy Lâm à, thuốc này là thuốc chích, là thuốc dùng để chích mà. Thì chích vô mới hiệu quả chứ. Nhưng chích vào một mũi lỡ chất chì quá cao hay là chất độc thủy ngân thì tính sao đây? Cái loại kình lực cao của tôi là bí quyết gia truyền cổ dược chính tông, hội tụ tinh hoa của nhân sâm nè, nhung hương nè, bào chế ra ha. Tôi nói cho anh biết nha, cả hoàng thân quốc thích cuối đời mãn thanh cũng hay dùng nó đó. Hơn nữa bây giờ được chế theo cái kiểu Tây và kỹ thuật chích bằng ống chích, phải nói là cách xưa cải thiện Trung Tây hợp bích. Cuối đời Mãn Thanh đã có thuốc này, sao vậy chứ? Nghe nói sử dụng nhiều sẽ dẫn đến sơ gan, lỡ như sơ ý mất mạng luôn. Vậy Càn Long có phải chết vì ba cái thứ này không? Anh là ai vậy? Tôi là Mạc Tắc Đống, cảnh sát đặc khu của Hồng Kông. Đặc khu Hồng Kông? Có gì từ từ nói, mấy người chỉ cần tiền mà, phải không? Cần tiền phải không nè? Tức. Anh hỏi nhiều quá là cái gì? Thử đi rồi biết liền. Đừng cứu tôi. Cứu tôi với. Cứu tôi. Sẽ không được nghe giọng nói của anh nữa. Anh chỉ để lại số tiền bảo hiểm cho tôi thôi. Tôi biết là anh muốn tôi quản lý tổng hội giùm cho anh. Nhưng mà tôi có thể làm được gì chứ? Anh là thuộc người thế hệ trước, đối với bạn bè hết lòng hết dạ, đối với anh em có tình có nghĩa. Bây giờ anh giao lại cho cô, tức là tin tưởng cô. Ưu điểm lớn nhất của anh là tin tưởng người khác, nhưng đó cũng là khuyết điểm lớn nhất của anh. Nếu không thì hôm nay cũng không ra nông nổi này. Cũng chính vì như vậy, chúng ta không thể phụ lòng anh. Anh tin tưởng cô thì cô phải hoàn thành tâm nguyện giùm anh. Anh Kiếm à, chị Đề, cô Lý đã đến.
Tôi ra ngoài một lát. Anh Hải à, tôi biết điều anh không an tâm là cái đám anh em của anh, họ và anh cũng được rất trọng nghĩa khí, nhưng mà lại không biết tự lo cho mình, cho nên anh mới coi trọng tổng hội. Làm gì muốn họ có chỗ nương tựa, anh đã giao một trách nhiệm to lớn cho tôi. Tôi không biết là làm có đúng hay không. Huệ Huệ à, con thật là có lòng. Vì chú Hải, con vừa tốn công vừa tốn sức. Dù sao cũng từng quen biết. Hơn nữa hôm đó chú Hải mời con ăn cơm cũng coi con như người nhà rồi. Con rất ngưỡng mộ chú, chú rất rộng rãi. Tánh của ảnh là như vậy đó. Mỗi khi ảnh thích người nào thì coi người đó như là người nhà. Nhưng giả sử ảnh không thích thì suốt đời ảnh sẽ coi người đó như là kẻ thù vậy. Giống như chồng và con của dì vậy. À phải, sao không thấy anh đóng vậy? Ờ, hôm đó nó nói là có chuyện qua đại lục đó. À, tánh của thằng con này là như vậy. Dù chơi cũng được, làm việc cũng được, hễ nghĩ ra là lập tức làm liền, trễ nửa phút cũng không được. À, bây giờ còn chưa tới, có bộ chuyện này cũng rất quan trọng đó. Quan trọng đến không biết cân nhắc, chơi tới điên luôn, không biết đường về. Con nói gì vậy? À, con muốn nói dù có chuyện gì cần thiết hay chuyện quan trọng cũng được, con cũng giúp cho dì. Cảm ơn. Không có gì. Có khách tới. Một lạy, hai lạy, ba lạy, gia quyến tạ lễ. À, sếp sử. Sếp sử. Cảm ơn mấy sếp đã đến cúng anh Hải. À, không có gì, phải đến cúng chứ. Thật ra hôm nay chúng tôi có hẹn anh Đống cùng đến đây. Vậy thằng Đống đâu? Ờ, có khách tới. Mời khách bước lên làm lễ. Xin khách hãy dừng bước. Một lại, hai lại, ba lại, gia quyến tạ lễ. Thanh vọng chiêu thủy, mình đã nhìn kỹ lắm rồi. Trời, sao trễ quá vậy? Đã dặn con phải đến sớm mà. Vừa xuống ga xe lửa là con đến thẳng đây luôn. Đừng nói nhiều nữa, vào trong gặp chú Hải đi. Chú Hải không thích con lắm, con thấy hơi sợ. Chú Đại Kiếp, chú đưa con vào gặp chú Hải nghe. Được, vào đây. Qua đây đi. Chú Hải ân quán Phương Minh, không nhát con bừa bãi đâu. À, vậy cũng đỡ. Con sợ khuôn mặt chú Hải tím riệm, giống như người bị trúng độc, dòm thấy ớn lắm. Con tưởng như trong phim tình cảm hay sao? Chú Hải không phải bị trúng độc mà là chích thuốc quá liều mới chết. Thì cũng là chết. Nè chú Đại Kiếm, là bạn với chú con cũng phải nói, già cả rồi, vui thì vui, nhưng sao lại phải dùng thuốc chứ? Thiệt không có sự hiểu biết gì hết trơn. Con đừng có nói bậy bạ có được hay không? Làm sao anh biết hiệu quả của thuốc là như vậy? Làm sao anh biết thuốc này có iscaposaic? Chích nhiều dẫn đến sơ gan nha. Đồng thời dùng quá liều sẽ chết đó. Có phải thứ này gọi là mạng khả lạc không ạ? Không phải là mạng khả lạc, là muôn khả lạc. Tên chính xác của nó là Viagra. Chú Đại Kiếm, không hổ danh là danh y ha. Cái tên lắc léo như Viagra chú cũng nhớ được. Cả muộn khá lạc, mạng khá lạc chú cũng phân biệt rõ. Nhưng mà chú là Tây Y mà. Y? Thì con cũng nói chú là bác sĩ mà. Thế tàn tạ quá. Qua bánh quậy phải không? Cô gái đó đẹp không? Điều tra hả? Ờ, sếp à,
Người đóng thuế này điều tra tôi, nói tôi qua bệnh chơi. Tôi biết mà. Sếp biết anh đi chơi à? Anh đi công tác mà. Vụ của Giang Nghĩa Hải tôi có chút manh mối, tôi phải qua Tam Hương một chuyến. Này sếp có thể liên lạc với công an hả? Thu sếp để giúp tôi một tay, có được không vậy? Anh tưởng công an bên đó là cảnh sát Hồng Kông sao? Anh đòi hỗ trợ là hỗ trợ. Với lại, ai duyệt cái anh có bệnh vậy? Vụ án này đã tìm được hung thủ, còn bao nhiêu chuyện quá làm gì? Không được đi. Không được đâu, lần này tôi nhất định phải đi. Đi không lâu đâu. Sếp thả tôi đi một lần có được không? Giúp tôi một lần đi. Kinh lực cao mà trình tình chích cho chú Hải. Nghe nói rất là nổi tiếng ở Tam Hương. Vì để xác định một chuyện thì tôi đã mất tới nửa ngày trời ngồi xe đến Tam Hương, tìm khắp karaoke, disco, tiệm massage ở chỗ đó. Sau cùng thì tôi đã tìm được bác sĩ bán loại thuốc đó. Nhưng mà thầy Lâm à, thuốc này dùng để chích mà. Chích mới hiệu quả hơn. Nhưng mà chích vào một mũi lỡ như lượng chì quá cao hoặc là có chất độc thủy ngân thì tính làm sao? Cái loại kinh lực cao của tôi là bí quyết gia truyền cổ dược chính tông. Cả hoàng thân quốc thích cuối đời Mãn Thanh cũng hay dùng nó. Cuối đời Mãn Thanh đã có thuốc này rồi sao? Anh hỏi nhiều quá làm cái gì? Tự anh thử đi rồi biết liền. Đừng, cứu tôi với, Cứu tôi với, ông hãy mau khai thật đi. Loại thuốc này là tự tôi bào chế. Thành phần chính của nó là muộn khả lạc. Muộn khả lạc? Là cái gì vậy? Tức là loại Viagra đó. Thuốc mà dùng để chống uất ức cho bệnh tâm thần đó. Nó có tác dụng làm hưng phấn. Nếu như dùng quá liều thì sẽ chết. Cách của ông có biết loại thuốc này nguy hiểm đến như vậy không? Dĩ nhiên là không biết. Nếu như họ biết thì làm gì còn người đến mua. Ông có biết một cô gái tên là Trình Tình không? Biết. Cổ có đến mua thuốc của tôi. Cổ có biết loại thuốc này có tính nguy hiểm không? Không biết. Đối với một cô gái xuất thân ở đoàn hát như Trình Tình, cổ không giống chú Kiếm của chúng ta hiểu biết nhiều về y học, thì làm sao mà cổ biết loại thuốc này rất nguy hiểm? Nếu thực tế cổ không biết loại thuốc này có tính nguy hiểm thì làm sao cổ biết dùng loại thuốc này để giết người? Cho nên Trình Tình thật sự không phải là hung thủ. Lâu nay tôi cũng cảm thấy Trình Tình không phải là hung thủ. Trình Tình chỉ vì tiền thôi. Nếu để người ta điều tra ra thì cổ sẽ mất tất cả. Đối vì tiền thôi cũng tội nghiệp rồi má. Má nghĩ coi, cô Trình Tình này đã chích thuốc bổ cho chú Hải rất nhiều năm, khiến cho chú Hải bị xơ gan. Sau đó còn gạt tiền của chú Hải, chiếm luôn căn nhà của chú. Con nghĩ đối với người đàn ông, thậm chí đối với bạn của người đàn ông đó cũng sẽ rất căm thù cổ. Nhưng vấn đề lớn nhất là dựa theo lời khai của Trình Tình, cổ nói với chú Hải đã gọi điện cho cổ, nói mua phần bảo hiểm 5 triệu cho cổ. Cho nên Trình Tình mới chịu quay về với chú Hải. Vấn đề là tại sao chú Hải lại gạt cổ? Bởi vì người thừa kế số tiền bảo hiểm đã đổi tên má mà còn đổi trước mấy ngày chú Hải gặp chuyện. Tại sao chú Hải phải đổi tên gấp vậy? Chú Hải đã đổi tên người thừa kế là má, vậy chứng tỏ chú Hải không có thật lòng yêu Trình Tình. Vậy tại sao còn kêu Trình Tình trở lại với chú ấy? Vụ án mạng này diễn ra chủ yếu có hai nguyên nhân. Thứ nhất là Trình Tình trở về chích thuốc bổ cho chú Hải. Thứ nhì là liều lượng của lọ thuốc đó đã quá liều. Có ai biết Trình Tình sẽ trở về nhà chú Hải? Có ai biết được ống thuốc đó đã quá liều sẽ chết? Điều đó là mấu chốt để phá án. Anh Kiếm à, người bên ngoài đã đến đông đủ rồi, anh có thể ra ngoài đọc điếu văn.
Vào 30 mấy năm trước, chúng ta có một người bạn thân. Ảnh dựa vào đôi tay giúp cho các anh em gây dựng sự nghiệp. 30 mấy năm trước, chúng ta có một người bạn thân vì tam hương mà ra tiền bỏ sức sửa cầu giá đường. Người này là ai? Giang Nghĩa Hải. Cả đời ảnh luôn lấy nghĩa khí làm đầu, việc gì cũng nghĩ đến anh em. Cho nên đám anh em của ảnh đã hùn tiền cho ảnh gây dựng tổng hội. Và ảnh cũng đã hứa với anh em là sống nuôi chết chôn. Không ngờ ảnh lại đi trước. Nhưng mà ảnh đã sắp đặt hết mọi chuyện. Ảnh giao bảo hiểm cho cô Đề, hy vọng là cô Đề lo cho tổng hội. Trước khi ảnh chết là cũng tính toán cho anh em. Giang Nghĩa Hải thật không hổ danh Giang Nghĩa Hải. Tôi tin có rất nhiều người từng chịu ân huệ của ảnh. Đồng thời mọi người cũng biết ảnh đối với anh em hết lòng hết dạ. Có chuyện này tôi đã suy nghĩ lâu rồi. Sau cùng tôi quyết định phải nói ra. Bởi vì tôi không muốn danh tiếng cả đời của anh Hải phải để lại vết nhơ. Lâu nay anh Hải cũng nói là sức khỏe của mình rất tốt, cả hổ anh cũng hạ được, cho nên ít ghé đến chỗ của tôi. Nhưng mà gần đây anh thấy không ổn, anh có đến tìm tôi. Thật ra anh đã uống thuốc gì vậy? Thật ra cũng đâu có gì. Anh biết rồi đó, đàn ông lớn tuổi như mình là phải tẩm bổ mới được đó. Vậy thuốc bổ này có phải là anh tự mua không? Con Tịnh ở bên Đại Lục nó mua về. Chết bao lâu rồi? Ai nhớ cho nổi. Thì cũng 3 năm mấy rồi. 3 năm mấy? Tôi đã xét nghiệm loại thuốc bổ mà anh nói rồi. Trong đó đó có chứa thành phần Viagra, có tác dụng làm hưng phấn. Nếu mà chích nhiều quá sẽ khiến cho gan của anh sơ cứng. Còn kết quả khám sức khỏe của anh thì họ nói gan của anh bị hoại tử hết 9 phần. Cùng lắm mà chỉ sống thêm được 2 năm. Cũng may chúng ta phát hiện sớm, không để cho Trình Tình tiếp tục hại anh. Sau này anh đừng bao giờ chích loại thuốc bổ này nữa. Nếu như liều lượng gấp 5 lần thì anh sẽ chết liền. Còn tiện nhân này, ông Giang Nghĩa Hải, mong ông hãy thả thân chủ tôi ra. Luật sư Tình, có mướn luật sư gì vậy? Lần này tôi đến đây là thay mặt cô Trình đến báo với ông. Cô Trình phải thu lại 2 căn nhà do cổ đứng tên, bao gồm nhà này và trụ sở hội ngũ cảng Tam Hương. Tôi không có cái giấy tờ này. Đây. Thỉnh thoảng cô bàn công việc với tôi là muốn tôi ký giấy tờ thì ra cô. Ông đừng nói nhiều nữa. Hôm nay tôi đến đây chỉ muốn thu lại 2 căn nhà thôi. Nếu như ông không muốn bị đuổi đi mất mặt quá thì ông hãy mau thu dọn đồ đi đi. Cùng lắm tôi ra tòa với cô thôi. Anh Hải, bộ anh vẫn còn tiền để thưa kiện tôi sao? Anh có nhớ mọi khi anh xài tiền như thế nào hay không? Con tiện nhân này. Đánh đi, có giỏi thì đánh tôi đi. Tôi sẽ thưa cho ông ngồi tù luôn á. Mọi khi ông đã không coi ai ra gì cả, hôm nay tôi sẽ cho ông thử mùi vị bị người ta coi thường là như thế nào. Anh Hải đã chịu cú sốc rất lớn, tánh của anh rất là hao thắng nên khó mà chấp nhận. Tôi quen với ảnh lâu năm, tôi biết thế nào anh cũng không bỏ qua. Alo. Anh kiếm đồ hả? Anh Hải hả? Anh tỉnh rượu chưa? Ủa, tối rồi sao không hát hồ quán vậy? Hát hồ quán hả? Đâu có chiêu sớm vậy. Anh nói đúng à. Thật ra chúng ta thuộc người có hồ quán đến lớn, bây giờ đã lỗi thời rồi. Còn nói mọi người vì mình vì mọi người làm gì nữa? Có nghĩa khí, không có nghĩa khí,
đời người như trong tuồng hát vậy, giống như là trò đùa. Anh Hải à, anh không sao chứ? Ba mươi mấy năm tôi huy hoàng đã ba mươi mấy năm, không ngờ đến già mới bị con tiện nhân đó nó gạt hết tiền. Tất cả cũng tại tôi. Nếu tôi không có háo sắc thì đâu đến nỗi mất luôn tổng hội như bây giờ chứ. Tiền là của anh em, bây giờ mất hết rồi, anh nói sau này anh em phải sống làm sao đây? Anh Kiếm à, anh nói tôi chỉ sống được có hai năm, có phải anh muốn tôi đằng này bị anh em quán trách, đằng kia nhìn Trình Đình ung dung tự tại, còn bản thân của tôi thì đi ăn xin kiếm sống sao? Giang Nghĩa Hải này thà chết chứ không thèm sống như con chó mất nhà như vậy đâu. Tôi tuyệt đối không để đám anh em phải sống cảnh thiếu thốn. Anh đừng có suy nghĩ lung tung. Cho dù tôi có chết, tôi cũng bắt Trình Tình lót xác. Anh Hải à, anh hãy nghe tôi nói, anh đừng có nghĩ quẩn hả? Anh yên tâm đi, tôi đã sắp xếp hết rồi. Tôi có để lại 5 triệu tiền bảo hiểm cho Tịnh Đề. Tôi biết anh nhất định sẽ giữ kín bí mật này giúp tôi. Tôi cũng muốn anh giúp cho Tịnh Đề lo cho tổng hội và các anh em. Lát nữa Trình Tình nó về, tôi sẽ dụ nó chích thuốc bổ cho tôi. Lần này liều lượng thuốc tăng gấp 5 lần. Một khi tôi đã chết rồi, con tiện nhân này sẽ không đời nào thoát tội được. Vậy thì tôi mới không hổ thẹn với các anh em. Anh Hải à, anh Hải à, Hải. Khi tôi đến nhà của anh thì đã quá muộn. Tại sao anh lại làm như vậy? Như vậy có phải là lên chức ngồi ở trên bàn thờ không? Lúc còn sống anh đã không tôn trọng chết rồi, đừng nói bậy bạ chứ. Tích đức một chút đi. Nói bậy bạ còn hơn là có người làm bậy bạ. Phút cuối mới chơi trò du quan giá họa, xém chút liên lụy má tôi. Nè, con đừng có nói như vậy. Cả đời của chú Hải cũng chỉ vì lo cho các anh em, cho nên buộc phải làm như vậy thôi. Dù sao cũng được, vụ án này đã kết thúc, Trình Tình đã được thả ra, còn bằng lòng không thu lại nhà để tổng hội tiếp tục hoạt động, đó cũng là chuyện tốt rồi. Đó cũng là chuyện tốt, đó cũng là chuyện tốt, đó là chuyện tốt. Làm gì bắt chước tôi nói gì? Làm gì bắt chước tôi nói à? Có phải anh muốn bị đánh không? Có phải con muốn bị đánh không? Ha, anh chồng tôi phải không? Thế là nè, hai đứa này thiệt không chững chạc chút nào. Không chững chạc chút nào. Ha, không ngờ âm thanh ở tiệm đó tốt ghê ha. Tiếng nhạc bùm bùm dữ dội là mọi người thấy phê luôn ha. Đám dê sầm đi quậy rồi tới công ty còn kể. Phải nói là không có chỗ nào là hấp dẫn đến vậy đúng không? Chào Duy Huệ. Chào Duy Huệ. Mọi người đi chơi vui vẻ quá ha. Dạ, không phải rồi. Tất cả mọi người khỏi có làm việc sao? Tôi không cần biết quỹ tích lũy cũng được, bảo hiểm cũng được. Hãy mau gọi điện tìm khách hàng cho tôi. Mọi người phải ký hợp đồng cho tôi. Đi 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 đi. Ha, không làm mấy người cũng không vừa lòng ha. Tưởng lắm mà ông có thể bảo vệ mấy người sao? Hả? Làm việc làm việc làm việc. Cô Huệ à, theo tôi vào đây. Dạ, dạ ông Châu. Cô Huệ à, đám nhỏ chỉ qua bển bàn chuyện làm ăn thôi mà, cô làm gì la dữ vậy? Ê trời, ông Châu, ông không biết đâu. Ngoài miệng thì họ nói là bàn chuyện làm ăn kiếm khách cho công ty, nhưng thật ra trong lòng thì tính toán để đi chơi đi quậy đó. Ông giao họ cho tôi quản lý, đương nhiên tôi phải quản lý cho tốt rồi, tuyệt đối không thể treo đầu dê bán thịt chó được, phải không? Cô nói vậy chắc là quản lý cực khổ cho cô lắm, có phải vậy không? Thật ra thì cũng cực khổ lắm. Vậy thì được rồi, nếu cô cảm thấy cực khổ thì hãy nghỉ ngơi đi ha. La Mật Âu, cậu Hải vào đây. Ông Châu có chuyện gì vậy? Lát nữa thì cô sẽ biết. Xin chào ông Châu. Xin chào, ngồi đi. Dạ. Nè, bây giờ hai người đều có mặt, tôi có thể tuyên bố rồi. Cô Huệ, cô nói quản lý rất là cực khổ, thì chức giám đốc của cô hãy giao cho La Mật Âu. Tức là bắt đầu từ hôm nay, chức giám đốc đại lý chi nhánh sẽ do La Mật Âu thay thế. Còn cô thì cứ nghỉ ngơi đi ha. Nè, cũng vậy nha, chức này phải qua một thời gian mới làm chính thức.
Là mật âu. À không phải, Romeo, có gì sẽ bảo? À không, tôi thấy chưa từng gọi chị nên gọi thử coi làm sao vậy mà. Dễ xong chưa, tôi ra ngoài nha. Ê, không 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 không, dù gì cũng vô rồi, ngồi 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 ngồi, ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói với chị. Ngồi ngồi ngồi. Chuyện là vậy, chị cũng rành quá rồi, cũng giống như những gì trước đây chị nói với tôi, bây giờ ngược trở lại vậy thôi. Nhưng mà vậy nè, có điều hơi khác lần trước. Lần trước không có Apollo, chỉ còn lại Duy Nạp Tư. Lần này thì ngược lại, không còn Duy Nạp Tư, chỉ có Apollo A và Apollo B, hiểu không? Hay quá. Yeah. Nhưng mà chị rất thông minh, chắc chắn sẽ hiểu mà. Tánh của tôi xấu, đòi hỏi cao, nên mỗi tháng chị phải nộp đúng doanh thu, nếu không đèn dầu điện nước tôi tính lại với chị đó nghe. Tôi hiểu rồi. Nếu không có gì tôi ra ngoài nha. Khoan khoan, đợi chút, đợi chút, đợi chút, đừng nóng lòng quá. Chị Huệ à, thật ra tôi phải nghiêm túc để cảm ơn chị. Nếu không có chị, tôi không thể trở lại chức này. Lần trước tôi thất bại để chị được thế, chị đã làm bộ tốt bụng, làm bộ nhân từ mà không đuổi tôi đi. Nếu không hôm nay làm sao tôi ngồi được cái ghế này. Cảm ơn nhiều lắm. Đừng khách sáo. Nếu không có gì tôi ra ngoài nha. Đợi chút. Nói thật nha, tôi sẽ không khách sáo với chị nữa đâu. Tôi sẽ không bắt chước chị làm bộ cười khà khà không có gì. Tóm lại chị hãy thận trọng một chút, đừng để tôi bắt bẻ được. Nếu không tôi đuổi chị đi. Ok. Nếu không có gì tôi ra ngoài thật nha. À, dễ chịu quá. Đám phản bội này chết không thanh thản đâu. Tưởng là mật âu giúp mấy người thật sao? Mấy người đừng có mơ, hắn sẽ lộ mặt thật cho coi. Còn Quệ Quệ này thì khác, thế nào cũng lật lại gián cờ. Thật là quá đáng rồi, xấu xa. Alo, Quệ Quệ đây. Hả, anh Triết? Ủa, anh Jim, chưa về à? Đợi bạn gái phải không? Xin lỗi nha, nếu anh đợi bạn gái có lẽ ra ngoài đó. Được rồi, xin lỗi cô nha, tôi ra ngoài đợi. Cảm ơn anh. Anh Jim. Cô Huệ. Xin lỗi nha, nếu không kiểm tra lại hộp thư thoại, tôi cũng không biết anh gọi cho tôi nhiều lần như vậy. Anh đợi lâu không? Không, không có lâu lắm. Còn nói là không lâu nữa, anh ngồi đợi cả ngày rồi. Hả? Thật ngại quá, bắt anh phải đợi lâu như vậy. Biết vậy sao anh không về nhà trước đi? Tôi muốn gặp cô đó mà. Khổ nỗi trí nhớ tôi không tốt, hôm nay lại gặp phải nhiều chuyện bất hạnh. Thôi đừng, cô đừng có buồn nữa, chúng ta cùng đi ăn cơm đi. Còn ăn gì nổi nữa, tôi không muốn ăn đâu. Hôm nay tôi bị cách chức, tên là mật âu đó đã giành chức của tôi rồi. Hôm nay hắn bắt tôi đánh tra tấn, anh nghĩ coi, chưa làm chính thức đã tra tấn tôi rồi. Trời, ngày tháng sau này tôi biết phải sống làm sao đây, tôi chết chắc rồi. Nếu công ty cô như vậy khiến cô làm gì có được vui thôi thì cô đừng có làm nữa. Bộ anh nuôi tôi sao? Giờ đành phải chịu đựng thôi. Anh chăm sóc em suốt đời.